Thưa các bạn, trong đoạn clip này các bạn sẽ tìm thấy được những mẫu hàng về những cái két sắt tự động. Nó có thể các bạn đưa tiền vào, nó có thể nuốt tiền vào trong. Và các bạn có thể cài được những cái mật mã của riêng mình. Thì tùy theo cái mẫu hàng mà nó sẽ có cách chơi khác nhau. Nhưng mà thông thường thì cái cách chơi cơ bản là sau khi lắp pin vào thì cái mật khẩu ban đầu của nhà sản xuất là 4.0. Sau khi các bạn nhấn 4.0 đó thì các bạn có thể mở cửa tủ ra và các bạn có thể thay đổi password. Nếu để thay đổi password thì các bạn có thể tham khảo một vài đoạn clip mà anh Phi đã hướng dẫn trước đây. Trong khuôn khổ của clip này thì anh Phi chỉ có những cái hình ảnh đại diện cho những cái mẫu hàng mà thôi. Thì trong clip này thì nó còn có máy bán nước tự động và mẫu hàng đang xuất hiện trên mặt các bạn, chính là những cái mẫu máy bán nước tự động mà cửa hàng Apple cũng có và có thể là đã hết hàng rồi. Thì tốt nhất là các bạn nên liên lạc trước qua Zalo, hay cái Zalo thì để trên màn hình đấy để các bạn để biết được giá cả sản phẩm hoặc là còn hàng hay hết các bạn ha. Thì hy vọng là các bạn sẽ có được những cái thông tin ưng ý khi mà xem hoặc liên hệ với cửa hàng Abon rồi. Cảm ơn và hẹn.